Chào mừng các bạn trở lại với 5 phút tiện nghi. Chuyên mục này được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube của tiện nghi.vn nhằm mang lại cho các bạn một cái nhìn tổng quan về tình hình công nghệ trong 24 giờ qua. Và sau đây là những thông tin nổi bật trong ngày. LG ra mắt máy chiếu siêu động mới. Một số nhà bán lẻ tại Mỹ bắt đầu ngưng hỗ trợ dịch vụ Apple Pay. Ý có kế hoạch phủ sóng Wi-Fi miễn phí toàn lãnh thổ. Porsche, Audi và Mercedes đang phát triển mẫu xe điện cạnh tranh với Tesla. Và ứng dụng mới của Dual HD dành riêng cho người dùng Việt. Bạn nghĩ rằng những dòng sản phẩm của LG chỉ dừng lại ở những chiếc TV? Không đâu, vì hãng này vừa mới cho ra mắt một máy chiếu siêu nhỏ có tên là HD Mini Beam. Với khả năng hoạt động liên tục trong hơn 2 giờ đồng hồ, Mini Beam sử dụng công nghệ đèn LED có độ sáng 300 lumen và độ phân giải 1280x720p. Theo như nhà sản xuất thì bóng đèn của máy có tuổi thọ 30.000 giờ. Nếu như bạn sử dụng nó 8 tiếng mỗi ngày thì thời gian dùng sẽ lên đến 10 năm. Dự kiến LG sẽ phân phối HD Mini Beam ngay trong tháng này với mức giá chưa được tiết lộ. Đối tượng mà hãng điện tử đến từ Hàn Quốc hướng đến là những người đang cần giải pháp trình chiếu nhanh gọn cho điện thoại di động, máy tính bảng hoặc laptop. Mặc dù đã có mặt được một tuần và đón nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người tiêu dùng, nhưng Apple Pay lại đang gặp phải những trở ngại thực sự khi các nhà bán lẻ lớn ở Mỹ đã ngừng hỗ trợ dịch vụ thanh toán này. Thực chất không phải chỉ có duy nhất Apple Pay, mà một loạt phương thức thanh toán khác sử dụng công nghệ NFC đều bị ngừng hỗ trợ. Hai chuỗi dược phẩm lớn là CVS và Rite Aid cùng với hai nhà bán lẻ Walmart và Best Buy là người đưa ra quyết định này. Nguyên do được nhiều người đoán chính là việc một dịch vụ thanh toán khác có tên Currency sắp xuất hiện. Đây là dịch vụ sử dụng mã QR để mua sắm và đi kèm theo nhiều ưu đãi. Được biết, nó do công ty MCS phát triển và được tài trợ bởi Walmart. Vậy nên không khó hiểu tại sao một loạt nhà bán lẻ kể trên quyết định không sử dụng dịch vụ Apple Pay nữa. Xem ra tham vọng xâm chiếm thị trường thương mại điện tử của Apple hẳn còn lắm trong gai. Việc phủ sóng Wi-Fi cho một thành phố hay là một khu vực rộng lớn thì không còn là chuyện lạ nữa. Đà Nẵng là một ví dụ. Nhưng nếu phủ sóng cho cả nguyên một đất nước thì sao? Đó chính là ý tưởng của chính phủ Italia nhằm thu hút thêm nhiều khách du lịch và cải thiện nền kinh tế. Kế hoạch này có trị giá 6,3 triệu đô và sẽ tập trung đầu tư các trạm thu phát sóng Wi-Fi miễn phí đến các điểm công cộng trên toàn lãnh thổ nước này, từ sân bay, trung tâm thương mại cho đến cả xe taxi hay tòa án. Nếu như được chấp thuận thì đề án này sẽ được triển khai trong vòng 3 năm. Tuy nhiên, cũng phải đến năm sau thì phán quyết cuối cùng dành cho kế hoạch này mới được đưa ra. Tương lai của xe hơi sẽ là những mẫu xe điện và Tesla đang là hãng dẫn đầu với chiếc Model S của mình. Cảm nhận được mối đe dọa này, ba ông lớn trong ngành sản xuất xe hơi là Audi, Mercedes và Porsche cũng đang tự mình phát triển những mẫu xe điện của mình. Trong cuộc trò chuyện với tạp chí Manager, chủ tịch hãng Porsche là Matthias Müller đã nói rằng họ đang tạo ra một mẫu xe mới để cạnh tranh với mẫu Tesla Model S về các yếu tố như trọng lượng, hiệu năng và giá bán, dự tính sẽ ra mắt vào năm 2018. Một số nguồn tin của Mercedes cũng cho biết hãng xe hơi này hy vọng sẽ ra mắt được một mẫu sedan điện mới nhất vào năm 2021. Còn riêng Audi, sau sự giới thiệu chiếc Q8 e-tron, thì hãng kỳ vọng đây sẽ là mẫu xe SUV đối thủ của Model X, dự tính sẽ được Tesla chính thức trình làng vào đầu năm sau. Dù phải còn 5-7 năm nữa thì cuộc chiến xe điện mới thực sự bắt đầu, nhưng ngay lúc này đây cũng có thể thấy rằng sự cạnh tranh giữa các hãng xe hơi cũng đang quyết liệt không kém. Mặc dù không còn sôi động như những năm trước đây nữa, nhưng HD Player vẫn là một sản phẩm giải trí thu hút được rất nhiều sự quan tâm của giới nghe nhìn. Bên cạnh việc nâng cấp cấu hình thì thay đổi về tính năng cũng là một phần mà các nhà sản xuất đang rất chú trọng. Tiện nghi.vn mới đây đã được trải nghiệm ứng dụng mới của Dual HD có tên Giải trí HD. Một ứng dụng trong đó các nội dung sẽ được cung cấp online cho các đầu phát và hầu hết các nội dung đều phù hợp với phong cách giải trí của người Việt. Mặc dù đang ở trong phiên bản thử nghiệm, nhưng ứng dụng này vẫn có rất nhiều điểm đáng chú ý như giao diện tiện dụng phù hợp với nhiều người, các nguồn nội dung hợp với thị hiếu chung của người Việt, sử dụng Wi-Fi để giao tiếp giữa smartphone, tablet và HD player. Thời gian đáp ứng rất nhanh, nhiều tính năng đáng giá như giao diện điều khiển và tìm kiếm dữ liệu. Hiện tại thì ứng dụng giải trí HD đang được Dual HD hoàn thiện và phiên bản chính thức sẽ sớm được phát hành. Lưu ý là ứng dụng này chỉ hỗ trợ các đột phá của Dual HD và chạy trên cả nền tảng Android lẫn iOS.